Vâng, và sau đây em xin mời tất cả các bác nào mình chưa biết về cấu hình của dòng Sebendo BC2 cực kỳ nổi tiếng của Anh Quốc, thì đây em mời các bác cùng ngó vào bên trong cấu hình của nó. Thì nó là ba đường tiếng, thì dòng này em luôn có nhập về, có nghĩa là em kiếm hàng và nhập về cho tất cả các bác. Nó nhận tới nha. Thì vừa rồi thì em về một cặp thì đã giao đi cho một bác rồi. Thì cặp đây vừa về trong sáng nay. Thì ngày nay em đi công chuyện, đi 100 km để lấy hàng về. Thì giờ tối nay quay để các bác cùng xem cấu hình. Có thời gian tại vì cặp kia về là chưa kịp quay, là đã bắt chủ chuyển tiền mất nên không có thời gian quay cho các bác xem. Thì cặp này chiều nay không quay nên là tối nay có thời gian này các bác, nó còn lại ở shop này. Đấy, ba cấu hình, một chép điện, một cái mic này, một cái bát này. Bát nó là bát 20 thôi nha các bác, nhưng tất cả là dòng lo là dòng limited nha. Ở phần tầng của nó này. Đấy. Và đây cũng vậy nha các bác. Y vậy. Nó là sử dụng từ 7 màu nha các bác, từ 7 màu. Tất cả trên gông lo đều made in Angland và có dòng tử limited. Và đây cũng vậy nha. Đây là cấu hình phần tầng gồm là ba cái tăng phô và một cái cuộn đồng và những con trở điện tụ. Và tất cả xung quanh đều có một lớp mút dày khoảng là 3,5 cm, và phía trên ập xuống cũng có nha các bác. Đây cũng vậy nha, ba tăng phô một cuộn đồng. Phía trong còn ướt đẫm luôn nha các bác. Phía trong nó sẽ có một, nó là một cái, nó tẩm một cái lớp gì không biết, nhưng mà kiểu như dầu hát nha các bác, mình nó còn dính luôn nha. Đấy, có nghĩa là không có bụi nào beo vào đây luôn nè. Tình trạng là chưa thấy bụi beo vào dính đây luôn các bác. Nó sử dụng từ 7 màu nha, từ 7 màu. Đấy, bác nào chốt cặp loa này thì alo cho em. Đây là những dòng loa danh tiếng, âm thanh thì tuyệt vời, nghe đèn hoặc là các bác chơi dùng âm ly bắn dẫn